Biệt thự đẹp nhất tỉnh Cà Mau xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, chỉ mới hoàn thiện 90% thì bị ngành chức năng buộc phải tháo dỡ. Đề tài bàn tán xôn xao trong những ngày qua. Dư luận Cà Mau xôn xao trước việc một người đàn ông ngụ xã Tân Thành, thành phố Cà Mau xây dựng biệt phủ trái phép trên hai thửa đất nuôi trồng thủy sản, không được chuyển đổi quyền sử dụng đất. Chính quyền thành phố Cà Mau đã ra quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng và buộc chủ hộ phải tự tháo dỡ. Tuy nhiên, đã hết thời gian cho chủ hộ tự tháo dỡ mà chủ nhà vẫn chưa tháo dỡ theo yêu cầu của ngành chức năng. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đang lên kế hoạch để cưỡng chế căn biệt thự xây trái phép này để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Công trình gồm khối nhà chính có diện tích xây dựng gần 300 m², tường xây gạch, sàn bê tông cốt thép. Tòa nhà được xây dựng trên phần đất nuôi trồng thủy sản rộng hơn 3.200 m². Chia sẻ với báo chí, chủ nhà cho biết bản thân đã sai nên sẽ chấp hành mọi hình thức xử lý của các ngành chức năng. Nói về lý do dẫn đến sai phạm, người này lý giải là do thiếu hiểu biết về pháp luật. Trước đó, trong lúc biệt thự đang xây dựng thì có một tài khoản Facebook đã liên tục đăng tải hình ảnh clip về quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là biệt phủ đẹp nhất Cà Mau. Sau khi xác định được công trình xây dựng trên phần đất nuôi trồng thủy sản, ngành chức năng ở địa phương đã đề nghị tạm ngừng thi công và xử phạt hành chính đối với chủ nhà.